Thị trường đang giằng co trước ngưỡng cản. Hello, xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Hôm nay thị trường giằng co quanh vùng tham chiếu với một phiên thanh khoản thấp hơn 11.300 tỷ. Trạng thái của thị trường chưa có nhiều biến động và thay đổi trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Hôm nay giảm 0.16 điểm, tương ứng đồng nến ở vùng giá 1.241.9, giảm không có quá là nhiều. Với một cái cây nến như ngày hôm nay thì chúng ta vẫn thấy là thị trường vẫn chưa vượt được cái mốc cản quan trọng 1.245 và vùng 1.250 trong ngắn hạn. Thì khi mà thị trường chưa vượt được những cái mốc cản này, cái trạng thái của thị trường vẫn tương đối là khó chịu trước cái vùng cản anh chị ha, và dòng tiền chưa thật sự là đẩy giá lên. Thì chúng ta cần quan sát hơn những cái tín hiệu tiếp theo của thị trường, xem thử là có vượt được cản để chúng ta có cái kế hoạch hành động mới đối với index, chúng ta mở mua được hay không, hay là thị trường sẽ quay trở lại test cái vùng này hai, thì anh chị chúng ta sẽ theo dõi trong thời gian tiếp theo nhé. Còn ngày hôm nay thì em mang đến cho các anh chị mình, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút về mã cổ phiếu, đó là cổ phiếu bên nhóm vận tải cảng biển, cổ phiếu VOS. Để nhìn đây là cái cơ hội cho anh chị nào chúng ta có sự kiên nhẫn, và cái cơ hội nào cho cả nhà mình, chúng ta đang cần có một cái cơ hội đầu tư trong thời gian sắp tới. Hiện tại thì về tình hình kết quả kinh doanh, đoạn vừa rồi, quý 3 năm 2024, doanh thu thuần của VOS đạt 4.239 tỷ đồng, đã tăng được 86,1% so với cùng kỳ năm trước nhờ tăng cái sản lượng vận tải và khai thác đội tàu có hiệu quả hơn. Về phía lợi nhuận gộp thì mặc dù là doanh thu đã tăng nhưng mà công ty vẫn đang chịu những cái chi phí từ giá vốn khiến lợi nhuận gộp thấp hơn kỳ vọng, chỉ đạt 105 tỷ và sụt giảm 19,4% so với cùng kỳ. Về các lợi nhuận khác như lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế thì cũng ghi nhận được những cái con số tăng tương đối là ấn tượng. Lợi nhuận sau thuế đạt 344 tỷ đồng. Thì đâu đó với cái mức lợi nhuận này thì cũng tăng được tương đối là mạnh, hơn 578% so với cùng kỳ rồi. Phần lớn lợi nhuận đến từ hoạt động tài chính và xử lý tài sản thôi. Hiện tại thì các lợi nhuận này chúng ta thấy là một cái sự cải thiện mạnh mẽ so với những cái kỳ năm trước. Tổng tài sản của VOS thì cũng có những cái điểm mà tăng nhẹ hơn so với đầu năm nhờ đầu tư mở rộng đội tàu và cải thiện hiệu quả sử dụng vốn hơn. Ở đây thì cả nhà mình có thể thấy những cái con số khác như là tăng trưởng lợi nhuận này, những cái chỉ số về tăng trưởng lợi nhuận thuần hoặc lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng EBIT thì đang cho thấy là quý 3 năm 2024 cái con số này có một cái sức tăng ấn tượng hơn. Hoặc là các biểu đồ về tăng trưởng chi phí cũng như là tỷ suất lợi nhuận, chỉ số thanh khoản chúng ta đều thấy ở đây ha. Vòng quay tài sản EPS nữa. Và đây, đây là một cái bảng mà phải gọi là cập nhật những cái thay đổi so với cùng kỳ và những cái so sánh 9 tháng đầu năm luôn. Anh chị ha, thì có thể là nhìn vào những cái con số này để đánh giá doanh nghiệp. Hiện tại thì doanh nghiệp hoạt động tương đối là ổn, và các con số như vốn chủ sở hữu cũng đang phản ánh được cái năng lực tài chính và cải thiện khả năng và giá trị cho cổ đông rồi. Cũng như là cái bảng lưu chuyển tiền tệ ở đây, thì anh chị nào chúng ta có thời gian thì có thể là xem xét những cái bảng này. Hiện tại thì các con số hiện tại như là lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của VOS đang tăng lên so với quý 2 năm 2024 đúng không anh chị, so với cùng kỳ so với các quý trước đúng không anh chị. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư thì có giảm nhẹ hơn so với quý 2 vừa rồi. Nhưng mà hiện tại nhìn vào cái con số này thì chúng ta đang thấy là có những cái sự nhích nhẹ hơn về cái con số lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh. Những cái con số về lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế của VOS cũng đang tăng trưởng rất là ấn tượng luôn, thay đổi hơn 500% so với cùng kỳ. Điểm tích cực ở đây là tăng trưởng doanh thu tăng mạnh nhờ mở rộng cái khai thác đội tàu và thị trường vận tải biển có cái dấu hiệu hồi phục hơn. Công ty cũng đang có thêm các kế hoạch đầu tư vào các tàu vận tải lớn, dự kiến là tổng chi phí sẽ lên đến là 1.900 tỷ đồng. Thì khi mà
đầu tư vào các tàu có một cái các tàu vận tải lớn á, thì sẽ giúp năng lực cạnh tranh của công ty cũng sẽ được tăng. Cái thách thức và cái nguy cơ ở đây là chi phí hoạt động thôi. Chi phí hoạt động và giá vốn cao, đặc biệt là từ nhiên liệu, có thể là gây áp lực lên biên lợi nhuận của công ty, cũng như là những cái biến động của giá cước vận tải quốc tế và nhu cầu thương mại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh nữa. Thì đây là hai cái vấn đề hiện tại mà đáng lo ngại với Post nhất. Tổng kết qua một chút thì chúng ta đang thấy tiềm năng tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Post là một cái sự lựa chọn mà đáng cân nhắc và đáng đầu tư trong trung và dài hạn. Chúng ta cũng sẽ theo dõi những cái biến động để cập nhật được những cái điều rủi ro đối với Post, anh chị ha. Nhưng mà nếu như mà chúng ta phân tích kỹ thuật về cổ phiếu này thì hiện tại có cho anh chị mình chúng ta cái cơ hội đầu tư VOT không, thì anh chị mình chúng ta cùng theo dõi nhé. Hiện tại thì đối với cổ phiếu này mặc dù là ngắn hạn đang gặp những cái vùng cản, cản ngắn hạn đang ở vùng 15.8, thậm chí là ở vùng 16.4 vẫn có cản đối VOT, mà VOT có vượt được hai cái vùng cản này ở vùng 17.9 lại có cản đối cổ phiếu này. Thì đối với mã cổ phiếu VOT, chúng ta chỉ có đánh giá được trong trung hạn và trong dài hạn thì sẽ có tiềm năng hơn đối VOT. Những cái chỉ số khác trong ngắn hạn về mặt tâm lý như VCNet, UCNet, UCNet thì đang ở ngưỡng thấp, nhưng mà VCNet thì cũng chưa ủng hộ đối VOT nhiều. Còn về mặt trung hạn thì sao anh chị? Trong trung hạn đoạn vừa rồi VOT để xoay quanh cái trục giao găm, rõ ràng là VOT đánh mất cái vùng giao găm 15.3 đúng không anh chị, và đang có những cái trạng thái là quay trở lại cái vùng giao găm 15.3 này. Đoạn vừa rồi VOT thật sự anh chị mình thấy cái biến động nó bất thường trong ngắn hạn đoạn vừa rồi thôi, nhưng bản chất của VOT không có quá là nhiều cái sự biến động anh chị. Trong trung hạn anh chị mình nhìn trong ngắn hạn biến động nhiều đúng không anh chị, rõ ràng VOT đợt tăng từ 13.9 mà lên được cái vùng 17.5, VOT tăng rất là nhiều. Nhưng mà nhìn trong trung hạn một chút thì thật chất là cổ phiếu này không có biến động quá là nhiều, cũng chỉ giao dịch quanh cái ngưỡng giao găm thôi cả nhà ha, giao găm dưới và giao găm trên. 14.1 là giao găm dưới của VOT và cái vùng giá 15.2, 15.3 là giao găm phía trên của VOT, và hiện tại VOT đang giao dịch quanh vùng giao găm trên. Thì để nói về VOT, em có một cái cơ hội đây. Cổ phiếu mặc dù là trong ngắn hạn không có lợi thế, nhưng mà trong trung và dài hạn chúng ta lại có những cái điểm tham gia hợp lý VOT. VOT trong trung hạn, trong dài hạn, xin lỗi anh chị, trong dài hạn nhé, chúng ta đang có mức hỗ trợ vùng 13.8, hỗ trợ này hỗ trợ tháng VOT luôn. Và tháng này, tháng sau, VOT sẽ xác nhận được là những giai đoạn tiếp theo trong năm sau VOT có tăng được không, là nhờ cái tháng này và tháng sau cả nhà. Tại vì cái cơ hội đối VOT ở đây, nếu như mà tháng này, tháng sau, tối đa là tháng sau mà VOT không vượt được cái vùng giá 16, thì nguy cơ trong năm sau, trong vài tháng sắp tới, cổ phiếu này sẽ tương đối là ảm đạm và cái lực lên sẽ không quá lớn. Nhưng trường hợp ngược lại, nếu như mà sau một tháng nữa VOT giao dịch vận động trên vùng 16 thì đây là cái cơ hội rất là lớn đối với cổ phiếu, bởi vì khi đó thì lực đỡ của VOT trong dài hạn sẽ rất là lớn. Thì hiện tại chúng ta đang có một cái cơ hội để kỳ vọng VOT, và cơ hội này dành cho anh chị nào kiên nhẫn. Trong trung hạn thì có thể nhìn vào cái vận động của VOT, hiện tại hai kiếm đang hợp bít, nhưng mà hợp bít ví dụ cổ phiếu VOT phá đáy đi anh chị thì cái biên độ giảm sẽ rất là sâu, biên độ giảm sẽ rất là sâu, phá đáy phá thủng tới vùng 13.6, phá thủng cái vùng hỗ trợ tháng của VOT thì cái biên độ giảm rất là sâu, có thể VOT sẽ về lại cái vùng giá 8.x.9x chẳng hạn anh chị, đây là điều có thể. Nhưng cái trường hợp ngược lại, cổ phiếu VOT mà đi theo một cái tín hiệu lên, phá những cái vùng mà biên trên đối VOT, phá được cái vùng giá, những cái vùng giá quanh vùng đỉnh lên anh chị, quanh vùng giá 17.x, thì VOT sẽ theo một cái chiều hướng ngược lại, đó là tăng rất là mạnh. Cái cơ hội VOT anh chị mình có thể kỳ vọng lên cái vùng đỉnh cũ, vùng quanh vùng 21, 22 có thể kỳ vọng được hết anh chị. Tại vì biên độ siết chặt đối với hai kiếm trong trung hạn VOT là siết rất là chặt rồi, cái cơ hội có mà rủi ro ở đây nó cũng tương đồng. Nhưng mà đoạn này chúng ta nên tham gia vào, bởi vì là cái rủi ro nó ít khi mà anh chị mình tham gia, chứ anh chị mình đừng có đợi VOT lên rồi anh chị mình tham gia thì cái rủi ro nó sẽ nhiều hơn tại nhà ha.
Khi mà VOT có tăng rồi, tăng lên được cái vùng giá 16.x hoặc là lên được 17 rồi, lên được những cái vùng biên trên, anh chị chúng ta mới tính đến chuyện tham gia VOT thì lúc đấy cái rủi ro nó cao hơn, thật sự cao hơn rất là nhiều anh chị. Còn trong giai đoạn này thì VOT đang vận động quanh cái vùng giao găm tuần, bởi vậy mình vẫn kỳ vọng được đối cổ phiếu này. À, hiện tại thì VOT em sẽ không khuyến nghị các anh chị mình vào luôn, và không khuyến nghị các anh chị mình vào ngay một điểm với VOT, mà anh chị mình nên rải tỷ trọng ra anh chị nhé, cả nhà mình ha. Để làm sao mà cả nhìn mình lấy được VOT, tham gia được cổ phiếu này càng gần vùng giá 13.8, càng gần giá 14 càng tốt anh chị, càng gần vùng giá 14 càng tốt, càng gần cái vùng hỗ trợ giao găm dưới càng ổn đối VOT cả nhà nhé. Thì hiện tại là VOT đang giao dịch quanh vùng giá 15, cả nhà mình thấy hôm nay đồng nấy cũng ở 15.5. Thì chúng ta có một cái bất lợi ở đây, nếu như anh chị vào hàng đây thì cản trên đối VOT là vùng 15.8 rồi, 16 rồi anh chị, cả rất là gần luôn, sẽ không có cái lợi thế cho mình. Anh chị mình chờ vót chỉnh lại, chờ vót chiết khấu lại, không cần chiết khấu quá nhiều, chỉ cần chiết khấu lại vùng giá 15 là cả nhà mình bắt đầu gom với cổ phiếu này. 15 gom 50% đối vót giúp em nhé. Và vùng tiếp theo anh chị mình nên gom đó là vùng giá 14, nếu như mà có một cái lực chỉnh sâu hơn đối vót xuống được 14 thì anh chị mình cứ gom, gom theo chiều xuống. Khi nào mà vót anh chị mình cảm thấy là giá vốn của mình đang gần cái vùng giá 14, gần cái vùng giá 13.8 14 là thành công đối vót rồi cả nhà ha. Thì cổ phiếu này chúng ta sẽ gom theo chiều xuống, và hiện tại thì em đang có một kế hoạch như vậy đối vót. Những cái điểm tham gia em sẽ cập nhật cho các anh chị mình, cả nhà mình trong cái room tín hiệu và trong room khách hàng của em. Thì anh chị nào đang ở trong room chúng ta sẽ theo dõi sát sao những cái tín hiệu của vót ha. Vùng giá 15 cả nhà nhé, bắt đầu sẽ gom hàng ha. Đoạn tới có thể là VOT sẽ tăng, tăng lên được cái vùng 15.8 hoặc là 16.2 chẳng hạn, nhưng mà anh chị mình cứ từ từ VOT thôi cả nhà nhé. VOT anh chị mình chờ chỉnh thêm một chút nữa, quanh 15 thì mình gom sẽ đẹp hơn, 15 anh chị ha. Lúc này khi mà anh chị mình gom VOT á, thì để nói về cái mức độ rủi ro, hiện tại là bạch tuộc cũng có dấu hiệu co bóp rồi đúng không anh chị? Để nói về mức độ rủi ro, anh chị mua ở vùng giá 15, chúng ta sẽ thấy là VOT mở giảm xuống 13.6 thì mình mới cần phải cắt đúng không anh chị? Vì đâu đó rủi ro của chúng ta là tầm 10% nếu như vị thế của mình trong trung hạn cả nhà ha. Còn trong ngắn hạn á, thì không cần phải đợi, không cần phải đợi chỉnh xuống sâu như vậy. Trong ngắn hạn cả nhà mình chỉ cần anh chị nào mà tham gia VOT ở vùng giá 15 thì trong ngắn hạn chỉ cần mất vùng 14.7 là mình nên hạ bớt tỷ trọng VOT rồi anh chị nhé. Còn đối với anh chị nào tham gia trong trung hạn là chúng ta sẽ gom dần đối VOT thôi anh chị ha. Thì đây là cái mục tiêu ở đối VOT, kể cả anh chị mình đang có kế hoạch trong trung hạn hoặc là có kế hoạch trong ngắn hạn luôn. Ngắn hạn thì vùng chặn lại của anh chị là 14.6 nhá, còn trong trung hạn thì cái vị thế của anh chị mình phải rải dần ra đồi vót, và khi nào vót phá cái vùng đáy, mất cái vùng 13.6 thì chúng ta mới cần phải stop loss đối cổ phiếu này. Đối với cái vị thế mà ngắn hạn, anh chị mình tham gia 15, anh chị ha. Nếu như mà ở vùng 15 này cổ phiếu vót hồi phục và có những cái sự tăng điểm mạnh thì ngắn hạn mình có thể là bán vót ở vùng giá 17.x, xin lỗi anh chị 18 ha. 17.9 là cũng 18 rồi, bán ở cái vùng giao găm phía trên của VOT. Còn trong trung hạn một chút á, thì cả nhà mình chúng ta đạt một cái mục tiêu lớn hơn rồi VOT, có thể là kỳ vọng VOT lên vùng đỉnh cũ quanh vùng 22 luôn cũng được cả nhà ha. Thì đấy là một cái chiến lược mình có thể là mình đánh giá được do VOT trong cái thời điểm này. Thì tùy vào vị thế của anh chị mình muốn đánh VOT ngắn hay là cầm giữ lâu, cầm giữ dài hạn, thì anh chị mình chúng ta theo cái kế hoạch và hành động thôi. Và cái mục tiêu đối phó lần này trong ngắn hạn mình chờ chỉnh về 15 cả nhà ha. Đó, chúng ta sẽ có những cái vị thế ngắn hạn và trung hạn, những cái điểm stop loss và những cái điểm cắt lỗ nó khác nhau anh chị, những cái điểm target trong ngắn hạn và trong trung hạn nó cũng khác nhau rất là nhiều cả nhà nhé. Thì đấy là những cái chiến lược sắp tới mà có thể kỳ vọng vót. Nhưng mà vót mình chỉ để ý sau một tháng nữa thôi, nếu như mà anh chị có kế hoạch cầm trung và dài hạn á, thì sau một tháng nữa mình sẽ đánh giá lại đối cổ phiếu này. Nếu mà không vượt được 16 thì chúng ta sẽ lên kế hoạch bán, còn nếu như mà cổ phiếu vượt được 16 và có một cái đà tăng trưởng tốt thì anh chị mình kỳ vọng hơn thế rất là nhiều.
Thì đấy là cái kế hoạch cho cả nhà mình. Thì hy vọng cổ phiếu VOT cả nhà mình đã có những quyết định đúng đắn và có những cái phương án tốt để có thể là tham gia vào. Anh chị nào mà đã có VOT rồi đang giữ VOT á, thì trong ngắn hạn mình cũng đang đợi ha. Nếu như mà đợt vừa rồi có tham gia VOT thì trong ngắn hạn mình có thể là cân nhắc những cái nhịp hồi phục của VOT để chốt lời quanh vùng 15.8162 chẳng hạn anh chị ha. Còn mở mua mới thì chúng ta đợi ha, đợi cái vị thế tốt hơn VOT. Đợi cổ phiếu chỉnh lại về cái vùng giá 15, ít nhất là 15 cả nhà ha. Đây là một cái cơ hội mà em mang đến cho các anh chị để các anh chị mình có cái chiến lược trong ngắn hạn cũng như là chiến lược trong trung hạn đối cổ phiếu và hiểu rõ hơn về cổ phiếu, những vùng kháng cự ở đâu và những cái lực đỡ trong ngắn hạn và trong trung hạn ở đâu để có cái kế hoạch hành động đối với. Thì đằng nào em nói các anh chị mình rất là nhiều lần và chúng ta chia sẻ rất nhiều lần, nếu như mà anh chị mình mua càng gần cái vùng giá hỗ trợ, mua càng gần cái vùng giao găm, hiện tại giao găm ở phía trên là 15.2 đúng không anh chị, và giao găm phía dưới là 14 đây, đây là giao găm trung hạn luôn. Thì đằng nào khi mà vót mất những cái vùng giao găm này, chúng ta mua ở đây rất là có lợi thế. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như cổ phiếu rủi ro nên chị gặp một cái áp lực bán lớn thì đằng nào cổ phiếu cũng sẽ quay trở lại những cái vùng giao găm này cho anh chị chúng ta có thể là có một cái kế hoạch chúng ta ra hàng hoặc là có một cái kế hoạch chúng ta chốt lời đối cổ phiếu thôi, nên là không cần quá là lo ngại đối với VOT anh chị ha. Cơ hội như rủi ro, hiện tại biên độ siết tuần rất là chặt rồi. Thì breakout sẽ rất là mạnh, mà breakout rất là mạnh, mà breakout thì cũng tương đối khó chịu, nên mình sẽ xem xét những cái điểm mà cắt lỗ cũng như là những cái mục tiêu mà mình có thể kỳ vọng được VOT. Bây giờ anh chị mình tham gia ở vùng này, kế hoạch cái mục tiêu của mình dành cho VOT trong trung hạn dài hạn lên tận vùng 22, đâu đó là mục tiêu tầm hơn 4x% rồi anh chị ha, 40%, 43% rồi. Còn ngắn hạn thì sao anh chị? Ngắn hạn bây giờ mình kỳ vọng từ vùng giá 15 mà mình có lợi nhuận đối VOT lên được cái vùng giá 18, thì đâu đó mục tiêu ngắn hạn tầm 18%. Đây là cái cơ hội để anh chị mình đánh đổi rủi ro cũng như là cơ hội luôn. Anh chị nào mà chúng ta dám đánh đổi trong thời gian này thì cả nhà mình có thể tham gia. Nếu như mà anh chị mình tự tự tin về doanh nghiệp, VOT là cổ phiếu hiện tại đang đáng cân nhắc, mà anh chị tiềm năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của VOT quý vừa rồi cũng rất là khả quan, và hiện tại thì đang có những cái triển vọng tích cực về cái việc là đầu tư thêm các tàu vận tải lớn nữa, dự kiến tổng chi phí sắp tới sẽ 1.900 tỷ. Khi mà đầu tư thế này thì năng lực cạnh tranh của VOT cũng sẽ cao hơn thôi. Chỉ là bây giờ thách thức đối với VOT là cái chi phí hoạt động và giá vốn cao, cũng như là mình nhìn vào các biến động của giá cước vận tải quốc tế và nhu cầu thương mại thì có thể ảnh hưởng đến VOT. Thì đấy là những cái vấn đề mình không biết được, nhưng mà kế hoạch tương lai của VOT đã vạch sẵn ra rồi thì hoàn toàn kỳ vọng được thôi. Cổ phiếu này thì những cái vùng tham gia cũng như là những cái tín hiệu rủi ro thì em sẽ cập nhật cho cả nhà mình. Hy vọng anh chị mình sẽ có quyết định đúng đắn khi tham gia vào VOT, và chúng ta sẽ thành công đối đối với deal ngày hôm nay nhé. Ok, hôm nay video em xin phép được tạm dừng tại đây. Anh chị ơi, mình chưa nhấn like thì bấm giúp em thả một đường like, và hẹn gặp lại các anh chị mình trong video tiếp theo. Nếu như cả nhà mình chưa có bạn hỗ trợ, chưa có bạn đồng hành và chúng ta cần có những cái chiến lược tối ưu đối cổ phiếu thì anh chị liên hệ em sẽ hỗ trợ các anh chị mình vào room tín hiệu, vào room khách hàng, hỗ trợ các anh chị mình tải app chứng khoán ITV với chế độ VIP 2. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo, trong phiên live tiếp theo nhé. Phiên live tối nay em sẽ bắt đầu phát live vào lúc 9:45 phút trên kênh này luôn. Nên cả nhà mình chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nhé. Tạm biệt mọi người ạ.